Xin chào các bạn thân mến. Có phải hiện tại mức lương của bạn đang là 10 triệu hay là 20 triệu hay là 30 triệu và bạn mong muốn có được một cái căn nhà đầu tiên cho mình đúng không ạ? Vậy thì cách thức làm như thế nào và cái kế hoạch làm như thế nào để mà nhanh chóng sở hữu được căn nhà này? Vậy thì cái video này Hòa sẽ chia sẻ cho các bạn cái con đường, cái cách thức để mà các bạn sẽ đi các bạn nhé. Khi bạn đã có được một cái mục tiêu là sở hữu căn nhà đầu tiên rồi thì cái con đường của bạn đi chính là một cái kế hoạch tài chính như thế này. Và cái kế hoạch tài chính này sẽ lập như thế này, nó rất là dễ rồi các bạn ạ, không khó một chút nào cả, nhưng nó cần một chút những cái kỹ năng, kỹ thuật để mà các bạn có thể là gì, cân đối được thu nhập và chi tiêu, cân đối được tài sản và nợ của các bạn, và các bạn biết phân bổ các cái khoản tiền của mình ra các cái kênh để kiếm lời cho các bạn, để các bạn có tiền, có dòng tiền để về thì các bạn mua được nhà đúng không ạ? Sau đây thì Hòa sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách thức từng bước một các bạn nhá. Hãy cứ bình tĩnh các bạn nhá. Bây giờ sẽ là lúc các bạn sẽ phải làm cho mình một cái kế hoạch chi tiêu và một cái kế hoạch đầu tư rất là chi tiết. Ở trong cái kế hoạch chi tiêu này thì các bạn sẽ là tiêu gì đúng không ạ? Có cần không? Đó. Và các bạn xác định được cái mức tiêu tối thiểu cho mình đúng không ạ? Ở đây cái mức tiêu tối thiểu này không có nghĩa là bạn ki bo hay bạn ki tiêu kẹt xỉ đâu nhé. Bạn tiêu ở cái mức mà bạn cảm thấy happy, vui vẻ và bạn chấp nhận được ở cái mức tiêu này đúng không ạ? Sau khi bạn xác định được cái mức chi tiêu này thì bạn có kế hoạch chi tiêu trong năm đúng không ạ? 2021, 2022, 2025 đúng không ạ? Chấm chấm chấm. Và nó chi tiết theo từng tháng 1, 2, 3 vân 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 đến 12 đúng không ạ? Các năm tiếp theo cũng sẽ tương tự như thế. Bạn xác định chi tiêu tối thiểu theo từng năm như này thì thông thường ấy, thì cái mức chi tiêu này nó sẽ tăng theo từng năm. Đúng không ạ? Thường nó sẽ là từ 5 đến 10% theo từng năm. Nếu mà bạn giữ được cái mức chi tiêu tối thiểu thì càng tốt đúng không ạ? Bởi vì thực ra thì có lạm phát mà, nên là mình cũng không thể tránh khỏi được, nên bắt buộc mình phải tăng cái mức chi tiêu. Chứ đây là một cái kế hoạch mà chi tiêu cho các bạn phải xác định rõ đúng không ạ? Sau đấy thì các bạn sẽ xác định tiếp theo cho mình được một cái là gì, kế hoạch đó, đầu tư. Thì cái kế hoạch đầu tư này thì các bạn sẽ phải làm như thế nào đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải xác định được cái là thu nhập dòng của mình đó, thu nhập dòng của các bạn là bao nhiêu đúng không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ phân bổ cái thu nhập dòng này đó, phân bổ thu nhập dòng của mình vào các cái kênh đầu tư đó, vào các kênh đầu tư để mà xây dựng cái tháp tài sản cho mình đấy đúng không ạ? Thì chi tiết cái từng tháp tài sản này như thế nào thì mình sẽ chia sẻ ở cái video sau. Tuy nhiên thì các bạn sẽ hiểu cái logic như thế nào đúng không ạ? Ví dụ như là tiết kiệm này, đấy, bảo hiểm này đúng không ạ? Ví dụ như là trái phiếu này, chứng chỉ quỹ này đúng không ạ? Rồi chứng chỉ tiền gửi này đấy, rồi tiếp theo đó là cổ phiếu này, bất động sản này, quỹ cổ phiếu. Đấy là những cái tháp tài sản mà các bạn sẽ xây để mà gì, tạo ra dòng tiền cho các bạn đó. Và dòng tiền này để làm gì, để thực hiện mua nhà cho chúng ta thôi đúng không ạ? Thế thì ở đây có cái mấu chốt quan trọng là cái thu nhập dòng. Mình sẽ nói chi tiết cho các bạn cái thu nhập dòng này để các bạn xác định nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải xác định rõ cái thu nhập dòng này các bạn, nó rất là quan trọng, nên Hòa muốn các bạn hiểu rất là rõ, hiểu là sâu và tính toán nó được rất là chi tiết. Vậy thì thu nhập dòng sẽ bằng gì? Bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. Và cái thu nhập này là gì? Đó, thu nhập này chính là bằng các khoản lương ạ. Đó, cộng với cả gì? Các khoản thu nhập khác. Như là gì? Cho thuê nhà. Đấy, cho thuê nhà này. Cho thuê xe này. Đó, rồi làm công này. Đúng không ạ? Vân vân. Đó, tức là các bạn có thêm các khoản thu nhập này thì cái thu nhập mà các bạn sẽ bằng tổng của các khoản thu nhập này cộng lại. Và cái chi tiêu ấy thì
Lúc trước Hòa có chia sẻ là gì? Các bạn sẽ phải xác định được cái mức chi tiêu tối thiểu khi mà các bạn lập kế hoạch chi tiêu, đúng không ạ? Ví dụ như sau, giả sử là cái thu nhập của Hòa là 20 triệu trên tháng, đúng không ạ? Và chi tiêu tối thiểu là 10 triệu trên tháng. Thế thì Hòa sẽ ra được một cái bảng, đúng không ạ? Bảng tính thu nhập dòng. Đó, mở tính thu nhập dòng như này. Đây là tháng này. Ví dụ như 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đúng không ạ? Thu nhập này, chi tiêu này. Đó, thì chúng ta sẽ ra được cái thu nhập dòng này. Đó, chúng ta sẽ ra được thu nhập dòng. Ví dụ thu nhập bây giờ là 20 triệu, chi tiêu là 10 triệu, thì chúng ta sẽ ra được thu nhập dòng sẽ là 10 triệu. 20 trừ đi 10 còn 10, đúng không ạ? 20 trừ đi 10 còn 10, đúng không ạ? Giả sử sang năm 2022 chẳng hạn, tháng 1 năm 2022, thu nhập của mình là 30 triệu và chi tiêu của mình chỉ tăng lên là chỉ có 12 triệu, thế thì thu nhập dòng của mình sẽ là 18 triệu. Đó, thì mình sẽ tính cái thu nhập dòng nó theo cái bảng như thế này. Thì cái thu nhập dòng này để làm gì, đúng không ạ? Thu nhập dòng này để mà thực hiện phân bổ vào các khoản đầu tư như vừa nói trong video, trong cái việc xác định tạo cái tháp tài sản. Và cái tháp tài sản này để làm gì? Để tạo ra, tạo ra cái gì ạ? Tạo ra dòng tiền. Thu nhập dòng sẽ tạo ra dòng tiền để làm rất nhiều thứ. Cụ thể đó chính là mua được một cái căn nhà lớn gấp hàng trăm lần cái số tiền thu nhập dòng này. Và cái dòng tiền này thông qua cái công cụ là vay ngân hàng. Tuy nhiên, trước hết chúng ta sẽ cần làm rõ thêm một cái khái niệm liên quan đến dòng tiền và phân biệt sự khác nhau giữa dòng tiền và thu nhập dòng các bạn nhé. Bây giờ Hòa sẽ giúp anh chị và các bạn phân biệt cái thu nhập dòng và cái dòng tiền này. Đây là hai khái niệm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải phân biệt được. Thế thì cái thu nhập dòng là gì ạ? Thu nhập dòng nó chính bằng cái thu nhập trừ đi chi tiêu mà chúng ta đã lập ra, đúng không ạ? Thế thì cái thu nhập mà chúng ta có được thì bao gồm cái gì, đúng không ạ? Thu nhập sẽ bằng từ lương, đúng không ạ, cộng với các khoản thu nhập khác, đúng không ạ? Còn cái khoản chi tiêu thì lúc nãy chúng ta đã nhập, đó chính là chi tiêu tối thiểu đó, đúng không ạ? Đó, thế thì bạn phải xác định được cái thu nhập dòng này để tạo ra cái dòng tiền cho mình. Thế thì cái dòng tiền này nó chính là cái lợi nhuận đó từ chính cái khoản thu nhập dòng này của các bạn mang lại lợi nhuận đó. Thế thì mình sẽ minh họa cho các bạn dễ hiểu nhé. Ví dụ như là bạn có một cái khoản thu nhập dòng là 20 triệu đấy, hàng tháng, đúng không ạ? Ví dụ như tháng 1 tạo ra 20 triệu. Bạn mang thì bạn đầu tư đơn giản nhất là bạn gửi tiết kiệm, đúng không ạ? Tiết kiệm là 0.5% trên tháng thì bạn đã có được 100.000 đồng, đúng không ạ? Nếu mà bạn đi đầu tư trái phiếu chẳng hạn với lãi suất là 0.8%, đúng không ạ, thì bạn đã có là 160k rồi, đúng không ạ? Nếu mà bạn đi cho vay ngang hàng với lãi suất là 1.5% trên tháng thì bạn đã có 300k, đúng không ạ? Đó, nó rất là đơn giản như vậy thôi là các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là thu nhập dòng này sẽ tạo ra dòng tiền chính là cái lợi nhuận của các bạn. Và mình muốn nhấn mạnh với các bạn ở đây chính là cái dòng tiền là phải tạo được ra dòng tiền. Dòng tiền rất là quan trọng. Thì chính cái dòng tiền này mới làm cho chúng ta được các cái công việc mà chúng ta không nghĩ rằng mình có thể làm được. Ví dụ như là gì? Bạn muốn mua một căn nhà 2 tỷ
thì bạn chỉ cần có cái dòng tiền 20 triệu này là bạn có thể mua được căn nhà 2 tỷ rồi, đúng không ạ? Còn nếu không thì làm sao mà bạn có thể mua được, đúng không ạ? Thế thì vấn đề là chúng ta sẽ phải tích lũy cái thu nhập dòng này để tạo ra cái dòng tiền cho mình, đúng không ạ? Với cái dòng tiền là 20 triệu thì anh chị sẽ mua được một căn nhà 2 tỷ như thế nào? Thì Hòa sẽ minh họa cụ thể cho anh chị và các bạn như sau. Anh chị và các bạn sẽ tích lũy 30 tháng. Tích lũy 30 tháng. Tiết kiệm sẽ ra được 600 triệu, đúng không ạ? Đúng không ạ? 600 triệu. Thế thì bây giờ 600 triệu này mình có là vốn tự có rồi, đúng không? Nó gọi là vốn tự có là 600 triệu. Còn lại anh chị sẽ đi vay ngân hàng. Vay bank. Đúng không ạ? Vay bank là 1,4 tỷ đồng. Đó, vay 1,4 tỷ đồng để mua căn nhà này. Đó, nó chiếm khoảng 70%. Với lãi suất là gì? 10% trên năm. Và thời gian vay là 300 tháng. Anh chị sẽ dùng chính cái dòng tiền này để trả cho cái lãi và gốc. Thế thì ở đây câu chuyện là chúng ta sẽ vẫn được những cái gì? Thứ nhất là một là chúng ta vẫn giữ được cái tài sản sinh lời, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Chúng ta lại có được căn nhà đầu tư, đúng không ạ? Căn nhà đầu tư. Và nếu cái căn nhà này cho thuê được 56% cộng với cả cái lợi nhuận tăng giá trị tài sản mà nó lớn 10%, tức là chúng ta có lời tiếp, đúng không ạ? Và cái quan trọng ở đây là gì? Là chúng ta không phải dùng đến cái tiền lương của chúng ta để trả nợ, mà dùng chính cái dòng tiền lợi nhuận để trả nợ bank, đúng không ạ? Rất là happy, đúng không ạ? Rất là đơn giản và rất là nhàn, đúng không ạ? Thế thì Hòa sẽ minh họa cho anh chị và các bạn là tại sao 20 triệu này lại trả được cho 1,4 tỷ. Anh chị và các bạn xem nhá. Anh chị sẽ để ý, Hòa sẽ tính cho anh chị xem. Rất là gọi là nó đơn giản này thôi. Tức là cái phương án là mua nhà 2 tỷ này, vay 1,4 tỷ này, lãi suất 10%, thời gian là 300 tháng. Thì cái gốc nó sẽ bằng 1,4 tỷ chia cho 300 tháng. Thì mỗi tháng sẽ ra bao nhiêu ạ? Mỗi tháng sẽ ra là số tiền rất là đơn giản như này thôi. Lấy 1,4 chia cho 300 bằng 4,6 triệu. Đó. Và anh chị sẽ tiếp tục tính lãi nhé. Tính lãi theo tháng. Thì anh chị lấy 1,4 tỷ này, anh chị nhân đến 10% này, đúng không ạ? Đó. Chia cho 12 nó sẽ ra là 11,6 triệu này. Thì cộng cả hai cái này vào với nhau thì nó sẽ ra là bao nhiêu ạ? 2 này, 6 này, 16,2 triệu đồng. Tức là gì? Chúng ta vay 1,4 tỷ thì một tháng chúng ta phải trả là 16,2 triệu bao gồm cái phần cả gốc là 4,6 triệu. Tức là bản chất cái lãi của chúng ta này chỉ có 11,6 triệu thôi. Và anh chị sẽ dùng toàn bộ cái 20 triệu này này để trả cho cái 16,2 triệu này. Là chúng ta đã không phải dùng đến tiền lương rồi, đúng không ạ? Mà chúng ta đã tích lũy được cái phần vốn gốc này này, 4,6 triệu này. Và chúng ta vẫn còn dôi dư ra tiếp cái phần lãi dòng này này. Đó, 20 triệu trừ đi 16,2 triệu là nó ra là gì ạ? 3,8 triệu tiền dòng, vẫn còn cái lợi nhuận dòng nữa. Đó, nó rất là hay, đúng không ạ? Thì vấn đề của chúng ta giờ là phải tạo ra được cái 20 triệu này. Anh chị mà tạo ra được cái 20 triệu này càng sớm, càng nhanh, càng tốt thông qua các cái công cụ liên quan đến đầu tư mà Hòa sẽ chia sẻ ở rất nhiều trong cái kênh YouTube Tiền Của Tôi Official trên cái blog tiềncủatôi.vn. Anh chị hãy đăng ký kênh đi ạ, để không bỏ lỡ tất cả những cái video mới nhất. Và hãy like giúp Hòa để lan tỏa nhiều hơn nữa cái video này, cũng như là giúp cho mọi người có thêm những cái góc nhìn mới về tiền, về dòng tiền như thế này ạ. Trên các cái video ở trong kênh YouTube Tiền Của Tôi Official của mình, hoặc là trên blog tiềncủatôi.vn, mình cũng chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm như thế này. Các bạn có thể vào đấy đọc, các bạn có thể vào đấy xem, và các bạn có thể tự làm được cho mình. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn mình coach cho các bạn một một để các bạn hiểu các cái kiến thức, các cái lý thuyết như thế này, và cái cách thức làm như thế nào chi tiết theo từng tháng, từng năm, và mình sẽ đồng hành cùng với các bạn trong quá trình thực hiện, thì các bạn có thể đăng ký cái chương trình là Coach 11
ở dưới cái phần mô tả hoặc ở phần bình luận của cái video này, các bạn hoàn toàn sẽ có một kế hoạch tối thiểu là 5 năm cho mình để mà có thể là thực hiện để mua được cái căn nhà đầu tiên cho mình rất là dễ dàng. Mình đã tư vấn cho rất nhiều các bạn rồi, toàn các bạn trẻ thôi, từ 29 đến 35 tuổi đó, và các bạn đã thực hiện rồi, khá là happy của các bạn. Thì nếu các bạn cần hỗ trợ thì các bạn có thể đăng ký hoặc các bạn có thể tự làm như thế này để các bạn xây dựng cho mình các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.